Vụ việc được camera hành trình ghi lại vào lúc 7 giờ sáng hôm qua mùng 5 tháng 3 trên đường Hoàng Đạo Thúy, thành phố Hà Nội của tài khoản Anh Thịnh. Cụ thể, theo hình ảnh của clip thì lái xe có camera hành trình khi đi tới ngã tư Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân đã dừng đỗ ở làn cho xe rẽ trái, lúc đó là đèn xanh. Khi hết đèn xanh chuyển sang đỏ, tài xế không rẽ mà đi thẳng và cố tình phớt lờ chiếc xe hiệu Kia 7 chỗ đằng sau muốn rẽ trái. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi tài xế Kia đã phóng lên, chặn đầu bất ngờ tài xế có camera hành trình gây nguy hiểm cho cả hai và người đi đường. Được biết, lái xe có camera hành trình xuống xe định nói chuyện thì lái xe Kia bỏ đi. Mặc dù đi sai làn đường, thế nhưng tài xế ô tô Honda CR-V vẫn tỏ ra ngang ngược, không chịu nhường đường cho các phương tiện khác di chuyển đúng làn. Theo đó, anh Phan Văn Hải ở thành phố Lào Cai đang lái chiếc xe bán tải đúng làn đường của mình. Khi đến gần một khúc cua thì xuất hiện một chiếc Honda CR-V mang biển kiểm soát 24A ở chiều ngược lại. Tài xế Honda CR-V đã đánh lái từ khúc cua ở góc khá rộng và lấn sang làn đường ngược chiều khi nhập đường đi thẳng. Khi bị chặn bởi chiếc xe bán tải của anh Hải, thay vì đánh lái về làn đường của mình, tài xế này đã dừng xe, mở cửa, thể hiện thái độ thách thức và thi gan với anh Hải. Quá ngao ngán với văn hóa tham gia giao thông của tài xế này, anh Phạm Văn Hải đành xuống nước, lùi xe lại. Lúc này, tài xế Honda CR-V mới chịu đánh lái về đúng làn và tiếp tục di chuyển. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 3 trên tuyến đường liên xã từ xã Eao ra thị trấn Ea Knop, đoạn qua chợ 714 thuộc xã Ea Pan, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk, giữa xe khách của nhà xe Thế Vĩnh và xe khách Nguyên Giáp. Vào thời điểm trên, xe Thế Vĩnh đang chạy phía trước, xe Nguyên Giáp chạy phía sau. Bất ngờ, xe Thế Vĩnh thắng gấp dừng lại đột ngột để xe Nguyên Giáp tông vào đuôi xe. Sự việc khiến hành khách trên xe Nguyên Giáp ngã rúi rụi, bức xúc. Sau đó, tài xế xe Thế Vĩnh là ông Lại Thế Cường xuống xe cầm dao khiêu chiến với tài xế Khánh của nhà xe Nguyên Giáp. Sự việc được phụ xe và hành khách kịp thời ngăn cản. Tuy nhiên, tài xế Lại Thế Cường vẫn hung hăng liên tục đòi xông vào đòi đánh tài xế xe Nguyên Giáp, bắt tài xế này phải đền xe cho mình. Một lúc sau, chủ xe Thế Vĩnh là ông Lại Thế Vĩnh, anh trai của Lại Thế Cường, đến và tiếp tục chửi bới tài xế xe Nguyên Giáp. Sau đó, cả hai anh em nhà xe Thế Vĩnh lao vào đuổi đánh tài xế xe Nguyên Giáp. Giật may, sự việc được mọi người can ngăn. Sự việc xảy ra mới đây trên quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin ban đầu, nữ sinh điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 18 hướng đi cầu Hòa Bình đi trạm y tế phường Hòa Lạc. Khi tới đoạn đối diện trạm xăng dầu quân đội phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì tông vào đuôi xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander đang đỗ ở bên đường. Cú tông mạnh khiến xe máy điện hư hỏng nặng phần đầu, xe ô tô bị bung cản sau. Nữ sinh may mắn chỉ bị thương nhẹ sau va chạm, tuy nhiên tinh thần khá hoảng loạn. Theo camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy trên xe chở một người phụ nữ khác di chuyển từ trên vỉa hè xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe máy kéo chạy tốc độ khá nhanh đã không xử lý kịp đâm vào hai người đi xe máy, khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ ngồi sau bị bánh xe đằng trước và bánh xe đằng sau máy kéo cán qua người. Hậu quả khiến hai người bị thương rất nặng. Được biết, nạn nhân ngồi sau xe máy đang có bầu 7 tháng. Ngay sau khi sự việc diễn ra, người dân xung quanh khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường sơ cứu, cùng với đó đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua ngày 5 tháng 3 tại lô TH1A, đường số 7, khu thương nghiệp Nam KCX, Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc ô tô chưa rõ biển kiểm soát đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 64H8-1437 chở theo hai người. Các nạn nhân bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị, hai robot đào hầm TBM với tên gọi là Thần Tốc và Táo Bạo đã và đang hoàn thiện những khâu quan trọng nhất, sẵn sàng cho việc khoan hầm tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn, ga Hà Nội. Đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội MRB cho biết robot đào hầm thứ nhất mang tên Thần Tốc đã hoàn thiện 100% công việc lắp ráp và vận hành thử. Trước đó, Táo Bạo, chiếc máy đào hầm thứ hai đã hoàn thiện lắp ráp khoảng 60%. Theo đó, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, MRB đã phối hợp với nhà thầu đặt xong, tiến hành triển khai và chạy thử máy TBM thứ nhất có tên là Thần Tốc. Hiện nay, máy đã đảm bảo 100% các bộ phận và cấu kiện đạt tiêu chuẩn lắp hành. Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ bàn giao cho TBM thứ nhất cho chủ đầu tư. Sau đó hoàn thiện lắp ráp xong, máy TBM sẽ bắt đầu khoan từ ga S9 Kim Mã tới ga S12 ga Hà Nội ở cuối đường Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài là 4 km. Lắp ráp robot đào hầm TBM là một hạng mục mới của Việt Nam, đòi hỏi tìm hiểu sâu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị phức tạp này. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân sự việc lắp ráp robot phục vụ dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã từng tham gia vào công việc này tại dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh nên không bị choáng ngợp với thiết bị
thủ công tối ưu này và đã có phương án tối ưu nhất để đảm bảo cho chất lượng và tiến độ đề ra. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến nay, đã có 688 trường hợp ô tô vi phạm bị dán giấy phạt nguội thông báo tới chủ phương tiện. Trong đó có 485 trường hợp, chiếm 70,5% chủ phương tiện theo giấy hẹn đến làm việc cùng cơ quan chức năng. Đánh giá việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm mới dán giấy phạt nguội, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhận định, cách làm này sẽ giúp cho những người vi phạm không tốn nhiều thời gian, tiền bạc, chi phí cẩu phương tiện. Nhờ vậy, chủ phương tiện cũng có thể yên tâm không lo xe bị hư hỏng trong quá trình xe bị cẩu đi hoặc lưu bãi. Bên cạnh đó, sau hơn 2 tháng triển khai hình thức này, ý thức của các lái xe đã tăng lên, không còn chống đối người thi hành công vụ. Việc dán phạt nguội đã giúp cho các lái xe nâng cao ý thức tự giác chấp hành, kể cả khi không có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường. Việc áp dụng các hình thức xử phạt mới bằng cách dán giấy thông báo trên kính xe giúp thuận tiện cho cảnh sát giao thông lẫn người vi phạm. Chưa kể đến, việc này còn làm giảm ùn tắc giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đồng thời giúp giảm áp lực cho lực lượng chức năng thực hiện xử phạt công bằng, minh bạch đối với các lỗi vi phạm giao thông thông qua những thông tin hình ảnh về giao thông do tổ chức cá nhân cung cấp trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tạm ngừng đấu giá quảng cáo trên xe buýt để điều chỉnh theo đà phát triển vận tải công cộng và nhu cầu quảng cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay loại hình quảng cáo trên thân xe buýt có xu hướng kém hấp dẫn. Nguyên nhân do có nhiều loại hình quảng cáo trên các thị trường như là trang web hay là mạng xã hội. Các sản phẩm quảng cáo cần có xe buýt để thực hiện quảng cáo ngay do nhu cầu thị trường tại thời điểm phù hợp, trong khi phải thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định nên không thu hút các đơn vị quảng cáo tham gia. Chưa kể giá cho thuê quảng cáo theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt từ năm 2017 khá cao so với mặt bằng chung của thị trường. Mặt khác, mạng lưới xe buýt trong tương lai sẽ dần thay đổi, điều chỉnh theo hướng rút ngắn cự ly, tăng dần tần suất xe chạy và giảm tuyến, cắt tuyến. Dẫn đến những việc xe buýt đang dần hấp dẫn về quảng cáo như hiện nay sẽ thay đổi xu hướng giảm và đơn vị quảng cáo sẽ quan tâm hơn đối với các tuyến xe buýt trục hay là tuyến hướng tâm hoặc xuyên tâm. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn ảnh hưởng đến hoạt động của các tuyến xe buýt, nên sở này đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tạm ngưng đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt. Trong thời gian tạm ngưng, việc thực hiện phương án đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt, các đơn vị quảng cáo có nhu cầu quảng cáo thương mại trên thân xe buýt được chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị vận tải để thỏa thuận về giá thuê. Thưa quý vị, để phấn đấu hoàn toàn bộ gói thầu nhà ga Ba Son và nhà ga Nhà hát thành phố thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vào tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà thầu tích cực thi công để hoàn thành công trình nhà ga ngầm Ba Son vào dịp lễ 30 tháng 4, đồng thời hoàn trả toàn bộ mặt bằng trên bản giao thông cho thành phố. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện công việc thi công tái lập cảnh quan tạm thời bên trên nhà ga Ba Son đang khẩn trương hoàn tất. Các tầng bên dưới mặt đất cũng đang được gấp rút thi công hoàn thiện kiến trúc và cơ điện, dự kiến sẽ hoàn thành bước cơ bản vào ngày 30 tháng 4 tới. Đồng thời, dịp lễ 30 tháng 4 dự kiến hoàn thành phần tái lập và tháo dỡ hàng rào nhà ga Nhà hát thành phố trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur. Khối lượng tích lũy của gói thầu CP1B đến đầu tháng 3 ước đạt 93,36%. Ban quản lý cũng yêu cầu nhà thầu và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu 1B vào cuối tháng 5 năm 2021. Trước đó, tháng 4 năm 2020, toàn bộ mặt bằng phía trên của nhà ga Nhà hát thành phố cũng đã được thi công hoàn thiện, thảm xanh và được Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hoàn trả lại cho thành phố để phục vụ nhu cầu lưu thông đi lại của người dân. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ triển khai những gói thầu xây lắp đầu tiên của hai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu trong tháng 6 năm 2021. Đây là hai dự án vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP, công tư đối tác sang đầu tư công. Trong đó, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn dài 43 km đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, đoạn Nghi Sơn Diễn Châu dài 50 km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tiến độ khởi công hai dự án này,
Bộ đã chỉ đạo đại diện chủ đầu tư của hai dự án là Ban Quản lý Dự án 2 và Ban Quản lý Dự án 6 khẩn trương phê duyệt và trình Bộ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự án điều chỉnh trong tháng 3 năm 2021 để làm cơ cấu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Tính đến thời điểm này, trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đã có 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, trong đó 6 dự án đã triển khai thi công. Còn lại 3 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã lựa chọn được nhà thầu đầu tư và trong quá trình đàm phán hợp đồng để chuẩn bị khởi công xây dựng. Thưa quý vị, cảng hàng không nói chung và đặc biệt là cảng hàng không quốc tế lớn là cửa ngõ giao thông hàng không có vị trí địa lý, kinh tế, chính trị quan trọng của hệ thống giao thông. Vì thế, công tác kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không và các đơn vị có liên quan để xây dựng quy trình phòng chống dịch bệnh qua đường hàng không là đặc biệt quan trọng. Vậy công tác phòng chống dịch bệnh tại sân bay đang được triển khai như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Giao thông An toàn tại sân bay Nội Bài. Khu vực hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng hành khách vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều. Thực tế các hành khách và nhân viên đều chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chứng nhận là mình làm việc ở trong mình thì dễ, tại vì là mình cũng không có đi lại đâu mà mình ở trực tiếp làm việc cả vợ cả con ở trong công ty luôn rồi. Thì công an khu vực người ta cũng đã làm tạm trú cho mình rồi, mình bây giờ dốc đi lại thì công ty nó quản lý rồi, cũng rất khai báo nó cũng rất là đơn giản, dễ, nhanh. Giãn cách 2 mét, các ký hiệu được dán trên sàn nhà để giữ khoảng cách an toàn với mỗi hành khách. Ngay sau đó, các trường hợp bất thường đều được máy đo thân nhiệt phát hiện và sẽ có can thiệp ngay lập tức từ các cơ quan chức năng. Thế tại điểm kiểm tra soi chiếu trước khi vào thì đã có máy đo thân nhiệt của CDC Hà Nội cũng đã thực hiện đo và kiểm tra phát hiện những trường hợp nào mà không đủ đảm bảo thì sẽ thực hiện cách ly ngay. Trước đó, 100% nhân viên sân bay Nội Bài đã được xét nghiệm COVID-19 và đã có kết quả âm tính. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng không có ca dương tính nào. Đặc biệt, Cục Hàng không yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị ngành hàng không dân dụng nâng cao mức độ phòng chống dịch bệnh lên mức cảnh báo cao nhất. Tại các cảng hàng không và tại cơ sở điều hành bay, triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch qua đường hàng không theo chỉ đạo, yêu cầu hướng dẫn và các cấp có thẩm quyền và Sở Y tế. Hàng ngày, hàng tuần thì cảng cũng đã có những cái kế hoạch khử khuẩn cho tất cả các trang thiết bị chuyên dùng như máy soi cổng từ, thiết bị máy tính hoặc là những cái khay đựng đồ cho hành khách thì tự vệ sinh hàng ngày, đảm bảo là không có bất kỳ sự lây nhiễm nào. Ngoài ra, các hãng hàng không có trách nhiệm yêu cầu tất cả các hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch trước khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay, đặc biệt đeo khẩu trang trên các chuyến bay. Chúng tôi thực hiện tăng tần suất phun khử khuẩn nhà ga và các khu vực nhạy cảm có nhiều hành khách qua lại. Đối với cả các cái ca mà phát hiện nhiễm COVID mà đi qua bằng đường hàng không, chúng tôi thực hiện quyết liệt việc truy vết, cách ly đối với các cái nhân viên mà có tiếp xúc, đảm bảo là nếu như có trường hợp xấu xảy ra thì sẽ khoanh vùng kịp thời. Chúng tôi tăng cường lực lượng ở các cái điểm nhạy cảm để nhắc nhở hành khách và khuyến cáo. Ngoài ra thì cùng với các cơ quan chức năng có các việc kiểm tra đột xuất trên khu vực để các cái trường hợp vi phạm đối với cả hành khách như không tuân thủ quy định mang khẩu trang thì sẽ có cái hình thức khuyến cáo và xử phạt theo quy định của thành phố Hà Nội. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay và có chế tài để xử phạt, chúng tôi cũng công bố công khai và vận dụng cái nghị định 162 năm 2018 khoản 1 điều 8 đã quy định cái mức phạt rất là lớn, từ 1 triệu cho đến 3 triệu đồng khi mà hành khách không tuân thủ các hướng dẫn của thành viên tổ bay về vấn đề phòng chống dịch. Và chúng tôi có thể khẳng định rằng là tất cả các cái hoạt động của chúng ta hiện nay, từ hãng hàng không cho đến cảng hàng không, các công ty phục vụ cho cái dây chuyền hàng không thì đều được hướng dẫn cụ thể và về cơ bản chúng tôi đánh giá là tuân thủ. Cục Hàng không Việt Nam hiện đã yêu cầu các đơn vị trong ngành không kiên quyết từ chối vận chuyển hành khách không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, rà soát lại các quy trình, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm về cách ly y tế và nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thông qua các thành viên tổ bay nhập cảnh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.